Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby tái xuất, người đóng phản diện, người đẹp xuất sắc. Mới đây, vào sáng ngày 13 tháng 5, IQ tung ra poster của hàng loạt dự án phim, trong đó có Ai là hung thủ, Trần Duyên, Đãi vàng, Xin hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn, Kẻ phản nghịch. Đây là những bộ phim rất được mong chờ trong năm nay. Tuy nhiên, không ít người xem lại bị ấn tượng bởi poster Đào vàng của Liêu Phàm và Trần Phi Vũ vì tính nghệ thuật và sự kịch tính. Trần Phi Vũ cũng rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh thiếu gia thường thấy để hóa thân thành một nhân vật hoàn toàn mới. Bình luận của cư dân mạng, poster Trần Duyên với Đãi vàng nhìn đẹp và hút mắt thật sự. Sự tái xuất của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby dĩ nhiên là điều mà nhiều cư dân mạng ngóng đợi. Triệu Lệ Dĩnh lần đầu đóng vai phản diện trong bộ phim Trinh Thám, trong khi Angela Baby đang được khen ngợi có diễn xuất đi lên trong các tác phẩm gần đây. Hai nữ diễn viên cũng rất xinh đẹp và thần thái trong poster mới ra mắt. Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng vai chính cùng hai gương mặt nổi tiếng của dòng phim chính kịch Trung Quốc là Tiêu Ương và Đổng Tử Kiện. Đây là series phim 12 tập, dự kiến phát sóng vào năm 2021. Trong năm nay, nhiều phim trinh thám Trung Quốc thành công, thu hút được lượng lớn khán giả theo dõi. Một số gương mặt thần tượng như Lộc Hàm hay Angela Baby cũng thử sức với thể loại phim này và nhận phản hồi tích cực. Giờ đến lượt Triệu Lệ Dĩnh thử thách bản thân trong một phim trinh thám. Việc Triệu Lệ Dĩnh vào một vai ác nhân trong phim trinh thám gây tò mò. Trước đó, cô luôn gây ấn tượng cho khán giả với các nhân vật thiếu nữ anh hùng, tính cách mạnh mẽ, lạc quan và cương trực. Triệu Lệ Dĩnh có gương mặt tròn, trẻ trung so với tuổi thật, trông đáng yêu chứ không sắc sảo. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong các phim trước chưa đủ sâu sắc để khiến người xem cảm thấy đã mắt. Với các kiểu nhân vật đòi hỏi nội tâm, hai bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong Ai là hung thủ đều là diễn viên thực lực. Tiêu Ương có nhiều phim điện ảnh ăn khách như Old Boys, Tình Thánh, Thám Tử Phố Tàu, còn Đổng Tử Kiện từng được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim Cannes với vai chính trong Sơn Hà Cố Nhân. Về phía Angela Baby, tạo hình của nữ diễn viên trong bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Trần Duyên với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Mã Thiên Vũ đang được dân tình khen ngợi không ngớt. Một số những hình ảnh tại trường quay của Trần Duyên cũng được tiết lộ. Fan hâm mộ cũng rất chờ đợi vào lần hợp tác này của cặp nam thần, mỹ nữ cổ trang đình đám này. Hy vọng phim khi lên sóng sẽ đạt được thành công lớn.